Avezac. Hàng nghìn bài giảng miễn phí liên tục cập nhật và đổi mới. Vào thư viện app, tải ngay Avezac. Hello everyone, welcome back. Xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học của chúng ta. Và ở video lần này thì chúng ta sẽ tiếp tục với Skills 2 tiếng Anh lớp 8, bài số 4 với chủ đề là Our Customs and Traditions, truyền thống và phong tục của chúng tôi. Và như thường lệ, với bài Skills 2 chúng ta sẽ có hai kỹ năng, đó là kỹ năng Listening and Writing, kỹ năng nghe và kỹ năng viết. Và trong bài, trong kỹ năng nghe thì chúng ta sẽ phải giải quyết 3 bài tập tương ứng với bài số 1, số 2 và số 3. Và bài số 4, số 5 và số 6 sẽ thuộc phần writing. Vậy không để chúng mình chờ lâu, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với bài đầu tiên, yêu cầu của bài số 1. Look at the picture. What tradition do you think this is? Share your ideas with a partner. Và yêu cầu của bài số 1 là nhìn vào cái bức tranh này. Vậy thì bạn nghĩ là đây sẽ là cái truyền thống gì? Hãy chia sẻ những cái ý tưởng của bạn với bạn của bạn nhé. Vậy mọi người, vậy chúng ta có thấy là đây, mọi người có biết đây là cái gì không nhỉ? Một truyền thống gì không? Có thể sẽ có bạn nhìn thấy bởi vì tranh nó hơi mờ, có thể bạn sẽ nghĩ là đây là múa quạt, đúng không? Ok, vậy nếu mà là múa quạt thì mình có thể nói là gì nhỉ? Ví dụ đây là một điệu múa truyền thống của Việt Nam đi. Vậy điệu múa là dance, đúng không? Còn truyền thống của Việt Nam, truyền thống sẽ là traditional, tính từ. Vậy câu số 1 mình có thể trả lời như sau. It is, I think it is a Vietnamese traditional dance, là một điệu nhảy truyền thống của Việt Nam, hoặc là điệu múa truyền thống của Việt Nam cũng được. Điệu múa thì đúng hơn, đúng không? Và cụ thể hơn là it is, mình có thể gọi đây là it is xòe dance này, được múa xòe là múa quạt. Ok, vậy đó có thể là bài số 1. Và đây chúng ta thấy các cô đang mặc những cái quần áo truyền thống, đúng không? Thì ví dụ nếu mà mình muốn nói là quần áo truyền thống là gì nhỉ? Nếu mà mình muốn miêu tả cái điệu múa này thì mình có thể nói là women, phụ nữ, đúng không? Thì wear traditional clothes. Traditional clothes, mặc quần áo truyền thống. And dance, đúng không nhỉ? Và múa. Và người ta dùng cái gì để múa đây? Dùng quạt, đúng không? Vậy thì quạt, quạt trong tiếng Anh sẽ là gì nhỉ? Sẽ có bạn nói là ví dụ như là fan, đúng không? Fan thì cũng có thể là fan đấy. Vậy thì clothes and dance and they you fan, dùng quạt để múa, đúng không? To dance. Vậy đó có thể là câu trả lời số 1 nhá. Mình thực ra thì mình chỉ cần trả lời đến I think it is a Vietnamese traditional dance là cũng được rồi. Còn đâu mà mình muốn miêu tả kỹ hơn thì mình có thể sử dụng như thế này. Vậy đó là bài số 1. Chuyển sang bài số 2. Listen to my presentation and complete the table with no more than 3 words from the recording. Và yêu cầu của bài số 2 là nghe bài thuyết trình của Mai và hoàn thành cái bảng sau đây. Và đây là bảng, hoàn thành bảng sau với, và yêu cầu là gì nhỉ? Với không quá bao nhiêu từ đây? 3 words là không quá bao nhiêu chữ nhỉ? Không quá 3 chữ nhá. Vậy không quá 3 chữ là gì? Nghĩa là mình viết 3 chữ là được. Còn nếu mà viết hơn 3 chữ là sai, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ cùng phân tích cái bảng này xem là nó có những cái thông tin gì nhá. Để tí nữa mình nghe thì mình sẽ nghe bắt cái đúng cái thông tin đó thôi này. Ví dụ, what is the tradition?
là cái truyền thống đó thì là cái gì đúng không? Và ở đây nó đã có câu trả lời là the xòe dance, là múa xòe đây đúng không? Tiếp theo, what does the dance express? Vậy cái điệu nhảy này, điệu múa này thì thể hiện cái điều gì? Và câu trả lời là working life and wishes for a life, là thể hiện cái ví dụ như là đời sống làm việc này và mong ước cho một cái cuộc sống như thế nào, đúng không? Ở đây là life là một danh từ này. Và trước danh từ sẽ cần một cái tính từ. Vậy mình sẽ nghe xem cái tính từ nào để miêu tả cái cuộc sống nhá. Mọi người thì mong ước cái cuộc sống như thế nào? Thì mình sẽ nghe cho số 1 này. Tiếp theo, câu hỏi tiếp theo, where do people perform xòe? Vậy vậy thì mọi người thì sẽ biểu diễn cái điệu nhảy này ở đâu? Mọi người sẽ biểu diễn điệu múa xòe ở đâu này? Public and vậy public là công cộng này và cái nơi nào đó nữa, đúng không? Tiếp theo, how many xòe dance forms are there? Vậy câu hỏi là có bao nhiêu hình thức múa xòe, đúng không? Có bao nhiêu hình thức? Forms là hình thức này. Hình thức múa xòe thì có bao nhiêu hình thức này? Thì câu trả lời more than thì sẽ có hơn bao nhiêu cái, thì chúng ta sẽ nghe nhé. Và ở đây mình sẽ, keyword ở đây sẽ là gì nhỉ? Dance form, xòe dance forms, đúng không? Là điệu múa xòe thì có bao nhiêu? Chúng ta sẽ cố gắng để nghe để trả lời cho câu số 3. Và câu hỏi tiếp theo là what is the most popular form? Vậy thì cái hình thức nào là hình thức mà phổ biến nhất? Most popular form, phổ biến nhất. Chúng ta sẽ nghe xem là hình thức nào phổ biến nhất này. Ở câu trên là có bao nhiêu hình thức múa xòe này, và câu dưới là cái hình thức múa xòe nào thì là hình thức phổ biến nhất, the most popular. Và câu hỏi tiếp theo, why is this the most popular? Vậy thì tại sao cái điệu nhảy đó, cái hình thức đó thì lại là cái hình thức mà phổ biến nhất? Chúng ta sẽ nghe cái lý do nhé. Chắc hẳn là khi mà người ta nhắc đến cái một cái hình thức nào đó là nó phổ biến nhất thì nó cũng sẽ diễn tả cái lý do luôn, đúng không? Đó chính là câu sau. Vậy câu trả lời sẽ là it expresses unity. Vậy thì nó thể hiện cái gì gì đó unity này. Và ở đây unity là một danh từ, trước nó sẽ cần một tính từ. Ok, cần một tính từ ở đây. Cô sẽ phân tích lại này. Thứ nhất, ở trên này vừa nãy cô nói nó là một tính từ đúng không? Tại sao cô cần phải phân tích như thế? Để khi mà mình làm thì mình điền đúng cái dạng. Mình điền đúng cái dạng. Tiếp theo, public cũng là một tính từ này. Vậy đi kèm public và gì gì đó cũng sẽ phải là một tính từ đúng không? Ok, cần một tính từ. Nhưng mà đây là một địa điểm. Vậy public and tính từ, và cô nghĩ là cần một cái danh từ để chỉ địa điểm ở đây nữa. Tiếp theo là no more than này, hơn số bao nhiêu? Câu hỏi là hỏi về số lượng, how many. Vậy chắc chắn ở đây sẽ hỏi về một cái số quantity đúng không? Quantity là cái số lượng này. Cô sẽ viết tiếng Việt ở đây là số. Và what's the most popular form? Cái điệu nhảy nào là phổ biến nhất? Thì có, đây sẽ là một danh từ, một cụm danh từ, noun phrase. Và tại sao thì nó phổ biến này? Vừa nãy cô đã phân tích unity là một danh từ rồi đúng không? Vậy trước nó cô cần một cái tính từ. Mình sẽ, đối với những cái gap filling ấy, có thể là mình phân tích là cái chỗ trống cần một cái gì, thì khi mà mình nghe mình bắt từ nó cũng sẽ dễ hơn. Nó cũng là một cái kỹ năng nhé. Tiếp theo, câu hỏi tiếp theo là how do people perform it? Vậy thì mọi người thì trình diễn cái điệu múa xòe này như thế nào? Câu trả lời là make a circle, tạo thành một vòng tròn này, around the and dance to Vậy ở đây là tạo thành một hình tròn và tạo một hình tròn xung quanh cái gì đó, đúng không? Xung quanh cái gì đó, vậy có nghĩa ở đây sau đâu cũng sẽ phải là một danh từ xung quanh cái gì đó. Và nhảy, nhảy đến đâu nào? Nhảy, nhảy theo cái gì đúng không? Có nghĩa ở đây sẽ là một danh từ này. Nhảy theo cái gì hoặc là nhảy đến đâu? Có lẽ là nhảy theo cái gì đó. Tiếp theo, câu hỏi cuối cùng là why should they continue this tradition? Vậy tại sao mà họ thì nên tiếp tục cái truyền thống này? Lý do này, it replaced là nó phản ánh thái Vậy nó phản ánh cái gì của thái đây? Chắc chắn đằng sau nó sẽ phải là một danh từ đúng không? Thái là một tính từ để chỉ là thuộc người Thái, giống như Vietnamese thuộc người Việt Nam ấy. Và đây sẽ là một danh từ. Nó phản ánh cái gì? Có nghĩa là nó phản ánh cái xã hội hoặc là nó phản ánh cái văn hóa, đúng không? Văn hóa của người Thái, đó chỉ là mình đoán thôi. Và bây giờ không để chúng mình chờ lâu thì chúng mình sẽ cùng nghe.
Và đối với bài nghe này thì chúng ta sẽ có hai bài tập phải hoàn thành, đó là bài số 2 và bài số 3. Vậy ở lần nghe đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng giúp cô nghe bài số là nghe và để làm bài số 2. Và lần nghe thứ hai thì cô sẽ chuyển sang làm bài số 3. Còn lần nghe cuối cùng thì cô sẽ cùng nghe và cùng chuỗi giúp chúng mình nhé. Ok. Vậy thì cô sẽ bật băng nghe lần đầu tiên. Unit 4, page 45, skills 2, listening, activity 2, listen to Mai's presentation and complete the table with no more than 3 words from the recording. Generations of the Thai ethnic group in Vietnam. Today I'm going to tell you about the Sway Dance, a traditional dance of the Thai ethnic group in Vietnam. Thai people have followed this spiritual tradition for generations. The Sway Dance expresses people's work in life and wishes for a happy and wealthy life. It is performed in both public and private gatherings, such as celebrations, festivals, or family reunions. The Sway Dance has more than 30 forms, based on the first 6 ancient forms. The most popular form is the Sway Vum, or circle dance, because it expresses social unity. People, young or old alike, join hands to make a circle around the fire and dance to the music. Besides the circle dance, there are dances with conical hats, paper fans, or scarves. Old people say they shouldn't break with this tradition because it reflects Thai culture and lifestyle. As a Thai folk song goes, without the swear dance, the rice won't grow and people won't get married. Ok, và đó là lần nghe đầu tiên để làm bài số 2. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe để làm bài số 3 nhé. Vậy trước khi làm bài số 3, cô sẽ phân tích bài số 3 này. Listen again and take true or false. Number 1, ở nghe. Chúng ta sẽ nghe lại lần nữa và tích cái dấu tích vào cột true hoặc là cột false. True là đúng và false là sai. Số 1. The Sway Dance is a spiritual tradition of Thai ethnic people. Có nghĩa là điệu nhảy xòe thì là truyền thống tâm linh của dân tộc người Thái. Đúng không? Và tiếp theo, truyền thống kiểu dạng là một cái truyền thống tinh thần, truyền thống tâm linh của người dân tộc Thái. Câu hỏi số 2. There are 16 ancient forms of sway, là có 16 điệu nhảy có 16 điệu nhảy cổ truyền của điệu nhảy sway này. Tiếp theo câu số 3. Only young people perform the circle dance, là chỉ có người trẻ thì trình diễn cái điệu nhảy sway thôi, điệu nhảy tròn ấy, điệu nhảy múa vòng tròn. Câu số 4. Dances with conical hats, paper fans, or scarf are some form of sway. Là múa với nón lá này, quạt giấy và khăn thì là vài hình thức của điệu múa sway. Và câu cuối cùng, the importance of sway is expressed in an old Thai song. Có nghĩa là cái tầm quan trọng của múa sway được thể hiện trong các bài hát Thái cổ. Các bài Thái cổ. Vậy chúng ta sẽ nghe lại lần nữa để tích true or false nhé. Ok, và cô sẽ bật file nghe lần thứ hai để chúng ta làm bài số 3. Unit 4, page 45, skills 2, listening, activity 3,
Listen again and tick true or false. A traditional dance of the Thai ethnic group in Vietnam. Thai people have followed this spiritual tradition for generations. The swear dance expresses people's working life and wishes for a happy and wealthy life. It is performed in both public and private gatherings, such as celebrations, festivals, or family reunions. The swear dance has more than 30 forms based on the first 6 ancient forms. The most popular form is the swear vum, or circle dance, because it expresses social unity. People, young or old alike, join hands to make a circle around the fire and dance to the music. Besides the circle dance, there are dances with conical hats, paper fans, or scarves. Old people say they shouldn't break with this tradition because it reflects Thai culture and lifestyle. As a Thai folk song goes, without the swear dance, the rice won't grow and people won't get married. Vậy đó là lần nghe thứ ba, cũng như là lần nghe cuối cùng để chúng ta làm bài. Bây giờ thì cô sẽ cùng chữa với chúng mình với bài số 2 và bài số 3 nhé. Ok, bài số 2. Bây giờ cô sẽ bật nghe lại lần nữa, nghe và nhắc lại dịch, cũng như là dịch và giúp cho mình trả lời câu hỏi nhé. Today I'm going to tell you about the swear dance, a traditional dance of the Thai ethnic group in Vietnam. Okay, today I'm going to tell you about the swear dance, a traditional dance of the Thai ethnic group in Vietnam. Và có nghĩa là hôm nay thì tôi sẽ kể cho bạn nghe về điệu múa xòe, điệu nhảy truyền thống của dân tộc Thái tại Việt Nam. Vậy ở đây nó chưa trả lời cho câu số 2 đúng không? Nhưng mà cô nghĩ là nó đã trả lời cho câu số 3 rồi đấy. Hôm nay thì tôi sẽ kể cho bạn nghe về điệu múa xòe, điệu nhảy truyền thống của dân tộc Thái tại Việt Nam. Vậy nó có phải là điệu nhảy truyền thống của dân tộc Thái không nhỉ? Đúng rồi đúng không? Nhưng mà mình sẽ phải nghe tiếp để check xem là nó có phải là spiritual không. Ok, chúng ta nghe tiếp. Thai people have followed this spiritual tradition for generations. Ok, chúng mình đã nghe thấy từ spiritual chưa nhỉ? Và bạn ấy nói rằng Thai people have followed this spiritual tradition for generations. Ok, và mình có cái từ quen thuộc. Bạn nào có thể phát hiện giúp cô là từ nào không? Đó là từ generation. Là thế hệ đúng không? Và trong bài này là generations, là các thế hệ. Và đây, Thai people have followed this spiritual tradition for generations. Có nghĩa là người Thái thì đã theo truyền thống tâm linh này qua nhiều thế hệ. Vậy generation là thế hệ. Vậy ở đây, đúng là điệu nhảy xòe là cái điệu nhảy tâm linh của người dân tộc Thái, đúng không? Vậy ở đây thì đáp án ở đây sẽ là 2. Câu số 3, 2. Ok, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp này. The swear dance expresses people's working life and wishes for a happy and wealthy life. Ok, mình đã nghe thấy cái, mình có nghe được cái keyword là working life không? Working life của bài số 2 này. Working life and wishes for a... Đúng rồi, cái từ này nó khá là dễ. Nó chính là từ happy, đúng không? Happy, nhưng mà vẫn còn nữa là happy and wealthy, là một cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ, đúng không? Hạnh phúc và giàu có. Vậy đáp án cho bài số 2 như sau.
chỗ trùng số 1 mình sẽ điền là happy and wealthy, hạnh phúc, vui vẻ và giàu có cho câu số 1 của bài số 2. Vậy chúng mình sẽ cùng nghe tiếp này. Và câu vừa nãy có nghĩa là điệu nhảy xòe thì thể hiện được cuộc sống và mong muốn làm việc của mọi người cho một cuộc sống hạnh phúc và giàu có hơn. Và giàu có thôi cũng được, không có hơn. It is performed in both public and private gatherings. Okay, và it is performed in both public and private gatherings. Có nghĩa là điệu nhảy xòe thì được thực hiện trong cả các cuộc tụ tập công cộng hoặc là cá nhân. Vậy ở đây mình thấy có public, nó chính là cái keyword cho cái này đúng không? Public and private gathering. Vậy đó là đáp án cho câu số 2. Sorry, có public rồi, mình chỉ cần ghi là private thôi đúng không? Private gathering, công cộng và cá nhân này. Tụ tập công cộng hoặc là cả và cá nhân. Và chúng ta nghe tiếp. Such as celebrations, festivals or family reunions. Okay, such as là bạn ấy đang nêu ví dụ đúng không? Ví dụ như thế nào là public gatherings và ví dụ như thế nào là private gatherings, là such as celebrations, ví dụ như là lễ kỷ niệm, festivals, lễ hội, or family reunions, hoặc là đoàn tụ gia đình. Vậy đó là câu số 2 này. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp nhé. À, đúng rồi, và câu thấy có một sự trùng lặp với cái số 3. Câu hỏi số 3 của bài số 2 cũng như là câu số 2 của bài số 3 này. Có 10... À, sorry, không trùng lặp, không phải trùng lặp. Đây là Asian đúng không? Đây là Asian, điệu nhảy cổ này. Còn đây chỉ là điệu nhảy nói chung thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ cùng nghe nhé, để check xem. The swear dance has more than 30 forms based on the first 6 ancient forms. Okay. Và câu vừa nãy thì đã trả lời được cho cả câu số 3 của bài số 2 và câu số 2 của bài số 3 rồi đấy. Vậy các bạn, đáp án của các bạn là gì nhỉ? Vậy chúng ta sẽ nhắc lại này. The swear dance has more than 13 forms based on the first 6 ancient forms. Và ở đây là điệu múa xòe thì có hơn bao nhiêu điệu nhảy đây, hơn bao nhiêu cách thức? 30 là 30 cách thức đúng không? Vậy ở đây hơn 30 cách thức này. Vậy ở đây mình sẽ điền là gì đấy? More than. Câu số 3 sẽ là 30. Đây là số, còn mình muốn viết chữ thì sẽ như thế này. 30, 30 điệu nhảy, 30 hình thức nhảy. Và chúng mình có nghe tiếp được nó là nó dựa trên bao nhiêu cái điệu nhảy cổ không? Based on the first 6 ancient forms là nó sẽ dựa trên 6 hình thức đầu tiên của điệu nhảy cổ xưa. Vậy ở đây có phải là 16 không? Không, mà sẽ là 6 thôi. Vậy câu này sẽ là false. For cái thông tin là 16, nó không phải là 16 mà nó chỉ là 6 thôi. Ok, vậy tiếp tục sang câu số 4 này. What is the most popular form? Vậy cái điệu nhảy truyền thống phổ biến nhất là điệu nhảy nào này? Ok. The most popular form is... Ok, chúng mình có nghe được cái the most popular form không? Nó chính là câu số 4. Chúng mình sẽ lắng nghe giúp cô nhé. Bắt keyword này. Swear them or circle dance. Ok, từ này nghe cũng khá là dễ đúng không? The most popular form is the swear vòng or circle dance. Ok, vậy ở đây mình có thể điền là the swear vòng đúng không? Là cái phổ biến nhất. Là... múa vòng tròn á, hoặc là một là mình trả lời như thế, hai là mình trả lời là the circle dance, nó có hai tên gọi. Và câu vừa nãy có nghĩa là the most popular form is xòe vòng or circle dance, là cái điệu nhảy phổ biến nhất là xòe vòng hoặc gọi là nhảy vòng tròn. Vậy lý do tại sao này chính là câu ở dưới đây đúng không? What is the most popular
Why is this the most popular? Tại sao nó lại phổ biến nhất này? Because it expresses social unity. Because it expresses social unity. Ok, chúng ta có cái keyword là unity này. Và nó thì thể hiện cái gì đấy? Nó thì thể hiện cái sự bình đẳng xã hội, đúng không? Vậy câu số này, nó chính là tính từ của social. Tính từ của society là social, thuộc xã hội, bình đẳng xã hội, câu số 5. Tại sao nó lại phổ biến? Bởi vì là nó thể hiện cái sự bình đẳng trong xã hội. Vậy đó là câu số 5. Câu số 6 thì sao? How do people perform it? Là mọi người thì trình diễn nó như thế nào, đúng không? People, young or old alike, join hands to make a circle around the fire and dance to the music. Okay, people, young or old alike, join hands to make a circle around the fire and dance to the music. Có nghĩa là mọi người, trẻ hay là già, thì sẽ cùng chung tay nhau để tạo thành vòng tròn quanh ngọn lửa và nhảy theo âm nhạc. Vậy ở đây, câu vừa nãy có thể trả lời cho câu số 6 và câu số 3 ở bài số 3 này. Make a circle around the, tạo một hình tròn xung quanh ngọn lửa, đúng không? Câu số 6 sẽ là fire. And dance to, và nhảy theo cái gì nhỉ? Nhảy theo điệu nhạc, đúng không? Dance to the music, nhảy theo điệu nhạc. Và ở đây, ở câu này có nghĩa là mọi người, cô vừa dịch rồi đúng không? Mọi người này, trẻ hay là già thì sẽ cùng chung tay tạo vòng tròn quanh ngọn lửa và nhảy theo âm nhạc. Vậy câu số 3 này, chỉ người trẻ thì mới trình diễn cái điệu nhảy tròn thôi là đúng hay sai? Là sai đúng không? Không chỉ là chỉ người trẻ mà còn người già nữa. Không phải là only. Young and old people. Ok, nếu mà mình cần sửa thì mình sẽ phải sửa như thế. Young and old people. Tiếp theo, bài trên thì mình chỉ còn câu số 8. Tại sao thì chúng ta nên duy trì cái truyền thống này này? Và bởi vì là nó phản ánh cái gì của Thái này? Còn câu bài số 3 thì còn hai đoạn nữa, hai câu nữa chúng ta sẽ nghe tiếp nhé. Besides the circle dance, there are dances with conical hats, paper fans or scarves. Ok, câu này chính là để trả lời cho câu số 4 ở bài số 3 này. Besides the circle dance, there's dances with conical hats, paper fans or scarves. Là bên cạnh cái điệu nhảy vòng thì sẽ có những cái điệu nhảy với hình, với nón này, quạt giấy hoặc là khăn. Vậy câu số 4 là nhảy với nó, với nón này, quạt giấy và khăn thì là một vài hình thức của múa xòe. Là đúng hay sai nhỉ? Đúng, đúng không? Ok, bên cạnh điệu nhảy ở vòng thì còn cái này nữa. Vậy đây là đúng này. Vậy chúng ta sẽ nghe tiếp. Old people say they shouldn't break with this tradition. Ok, cái này chính là cái keyword trong cái cho cái bài, cho câu 8 ở đây. Tại sao thì nên duy trì? Và nó đã được nói thêm một cách khác là old people say they shouldn't break this tradition. Là người già thì nói rằng họ thì không nên phá vỡ truyền thống này. Có nghĩa là họ thì nên duy trì chứ không nên phá vỡ, đúng không? Chúng ta sẽ nghe xem tại sao nhé. Because it reflects Thai culture and lifestyle. Ok, đó là keyword cho câu số 8 này. Because it reflects Thai culture and lifestyle. Vậy nó thì bởi vì là nó phản ánh cái nền văn hóa và lối sống của người Thái, đúng không? Vậy câu số 8 sẽ là culture, nền văn hóa, and lifestyle, và cách sống, phong tục cách sống. Ok, đó là bài số 2. Và đây sẽ là keyword, key đáp án cho bài số 2 nhé. Câu số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cô đã hoàn thành xong bài số 2. Còn bài số 3 thì cô còn một câu nữa. Chúng ta nghe tiếp nhé. Câu số 5 là cái tầm quan trọng của việc của múa xòe thì được thể hiện trong các bài hát cổ Thái. Xem là có đúng hay sai nhé. As a Thai folk song goes, without the swear dance, the rice won't grow and people won't get married. Okay. As a Thai folk song goes, without the swear dance,
The rice won't grow and people won't get married. Có nghĩa là gì nhỉ? Như một bài hát dân gian Thái Lan thì không có điệu múa xòe thì cây lúa sẽ không phát triển và mọi người thì sẽ không kết hôn. Vậy có phải là cái tầm quan trọng của việc múa xòe thì được thể hiện ở trong bài hát cổ của Thái không? Có đúng không? Và cái old ở trong cái này nó cùng với cái từ folk ở trong bài nghe. Ok, cùng với từ folk trong bài nghe cũng là bài hát cổ Thái. Vậy câu này sẽ là two. Và bây giờ thì cô sẽ cùng chúng mình nghe lại lần nữa và dịch toàn bộ để cho nó theo quy trình nhá, cho nó dễ hiểu hơn. Tell you about the sway dance, a traditional dance of the Thai ethnic group in Vietnam. Okay, today I'm going to tell you about the Xòe dance, a traditional dance of the Thai ethnic group in Vietnam. Hôm nay thì tôi sẽ kể cho bạn nghe về điệu múa xòe, điệu nhảy truyền thống của dân tộc Thái tại Việt Nam. Thai people have followed this spiritual tradition for generations. Thai people have followed this spiritual tradition for generations. Người Thái thì đã theo truyền thống tâm linh này qua nhiều thế hệ. The swear dance expresses people's work in life and wishes for a happy and wealthy life. The swear dance expresses people's working life and wishes for a happy and wealthy life. It is performed in both public and private gatherings. It is performed in both public and private gatherings such as celebrations. Và nó thì được trình diễn ở các buổi tụ tập công cộng và cá nhân như là lễ kỷ niệm, celebrations, festivals or family reunions. Celebrations, festivals or family reunions. Nó thì được thể hiện trong thực hiện trong các cuộc tụ tập công cộng và cá nhân như là lễ kỷ niệm, lễ hội hoặc là đoàn tụ gia đình. The swear dance has more than 30 forms based on the first 6 ancient forms. The most popular form is the... Okay, the swear dance has more than 30 forms based on the first 6 ancient forms. Và điệu nhảy múa xòe thì có hơn 30 hình thức dựa trên 6 hình thức cổ xưa. Or circle dance, because it expresses social unity. And the most popular form is the xòe vòng or circle dance because it expresses social unity. Và cái điệu nhảy phổ biến nhất thì là điệu nhảy vòng, múa xòe vòng hoặc là múa vòng tròn bởi vì nó thì thể hiện được cái sự bình đẳng trong xã hội. People young or old alike join hands to make a circle around the fire and dance to the music. Okay, people young or old alike join hands to make a circle around the fire and dance to the music. Mọi người già hay là trẻ thì sẽ cùng nhau cùng chung tay tạo vòng tròn quanh ngọn lửa và nhảy theo âm nhạc. Besides the circle dance, bên cạnh cái điệu nhảy múa vòng, there are dances with conical hats, paper fans or scarves. There are dances with conical hats, paper fans or scarf. Và bên cạnh cái điệu nhảy múa vòng thì có những cái có điệu nhảy khác như với nón này, quạt giấy hoặc là khăn. Old people say they shouldn't break with this tradition because it reflects Thai culture and lifestyle. Old people say they shouldn't break this tradition because it reflects Thai culture and lifestyle. Và người già thì nói rằng chúng ta không nên phá vỡ cái truyền thống này bởi vì là nó phản ánh văn hóa và phong cách sống của người Thái. As a Thai folk song goes, without the swear dance, the rice won't grow and people won't get married. As a Thai folk song goes, without the swear dance, the rice won't grow and people won't get married. Và như một bài hát dân gian Thái, không có điệu múa xòe thì cây lúa sẽ không phát triển và mọi người thì sẽ không kết hôn. Vậy đó là nội dung của bài nghe. Vậy chúng ta sẽ chuyển sang nội dung của writing, kỹ năng viết của ngày hôm nay.
Okay, writing. Yêu cầu của bài số 4. Work in pairs. Read about a traditional Japanese dance. Make complete sentences using the information given. Là chúng ta sẽ làm việc theo cặp, đọc về điệu nhảy truyền thống của người Nhật Bản và chúng ta sẽ phải viết thành một những cái câu hoàn chỉnh sử dụng những cái thông tin được cho sẵn ở đây. Và chúng ta có ví dụ như sau. The Obon dance is a traditional Japanese dance. Là điệu nhảy Obon thì là điệu nhảy truyền thống của Nhật Bản. Nó chính là cho câu số 1 đây này. Vậy chúng ta sẽ cùng xem qua xem nó có những cái thông tin gì ở trong bài số 4 nhé. Và ở đây, câu hỏi, what is the tradition? Vậy cái truyền thống này là gì? The Obon dance là cái điệu nhảy Obon này. What does the dance express? Vậy cái điệu nhảy này thì thể hiện điều gì? People honoring their ancestor. Và mọi người thì tôn sùng đúng không? Thể hiện sự tôn kính đối với tổ tiên của họ này. When do people perform the Obon dance? Vậy thì khi nào thì mọi người sẽ trình diễn cái điệu nhảy Obon? Obon festival in mid-August in many regions in Japan and in mid-July in other regions. Có nghĩa là sẽ thực hiện, sẽ múa cái điệu nhảy Obon và cái lễ hội Obon đúng không? Và sẽ vào giữa tháng 8 ở rất là nhiều vùng của Nhật Bản và ở giữa tháng 7 ở những cái vùng khác. How many Obon dance forms are there? Có bao nhiêu hình thức nhảy Obon? Different forms in different regions là sẽ có những cái hình thức khác nhau theo từng khu vực đúng không? What is the most typical form? Vậy thì cái hình thức phổ biến nhất là gì? Circle dance vẫn là múa vòng đây, đúng không? How do people perform it? Vậy thì mọi người trình diễn như thế nào? Make a circle around a jagura, a high wooden stage. Some dancers move clockwise and some counterclockwise. Là sẽ tạo thành hình tròn xung quanh cái jagura. Jagura thì là một cái sân khấu cao bằng gỗ này. Một vài vũ công thì sẽ di chuyển theo hướng đồng hồ, còn một vài vũ công khác thì sẽ di chuyển theo ngược hướng đồng hồ, ngược kim đồng hồ. Ở bên này mình thấy nó có đang có sự giống nhau không? Đây, cái này cũng what's in the tradition này, what's that the dance express này, những câu hỏi đều giống nhau đúng không? Và ở đây make a circle around the fire, cái điệu múa vòng của mình thì là xung quanh lửa, còn đây là xung quanh một cái sân khấu bằng gỗ cao đúng không? Ok, vậy thì why should they continue this tradition? Vậy thì tại sao mà nên duy trì cái truyền thống này? One of the most important traditions. Lots of people come back to reunite with their family during the Obon festival. Là cái điệu nhảy Obon này thì là một trong những cái truyền thống quan trọng. Và rất là nhiều người thì sẽ quay về để đoàn tụ với thành viên trong gia đình trong suốt cái dịp lễ Obon này. Đó là lý do tại sao nên duy trì. Vậy, yêu cầu của bài này là gì nhỉ? Là chúng ta sẽ phải tạo thành những cái câu hoàn chỉnh như cái ví dụ này đúng không? Ví dụ ở đây là cái này là cái gì, truyền thống là gì? Là điệu nhảy Obon. Vậy nghĩa là điệu nhảy Obon thì là điệu nhảy truyền thống của Nhật Bản. Vậy tiếp theo câu số 2 thì sẽ là gì đấy? Vậy thì cái điệu nhảy này thì thể hiện điều gì? People honoring their ancestor. Vậy thì chúng ta sẽ là... Chúng ta sẽ có thể dựa vào cái bài nghe vừa nãy để trả lời này. Vậy câu số 2 mình có thể nói là the Obon dance, điệu nhảy Obon, express diễn tả cái gì đấy? Diễn tả cái sự tôn kính đúng không? People honoring of their ancestor. Hoặc là chúng ta có thể nói như sau là people have
have the honor of their ancestor. Mọi người thì thể hiện cái sự tôn kính đối với tổ tiên. Vậy tiếp theo này, thể hiện vào cái dịp nào thì chúng ta có thể nói như sau. The Obon Festival. Sorry. Takes place in mid-August. Chúng ta sẽ check thông tin thôi. Thì sẽ diễn ra vào giữa tháng 8. Giữa tháng 8 ở đâu? In many regions. Of Japan. And in mid-July, giữa tháng 7, in other regions, vậy thì có bao nhiêu hình thức đây? Có rất là có những cái hình thức khác nhau và tùy vào địa điểm đúng không? Vậy thì mình có thể nói như sau. There are many forms. Có nhiều cái hình thức, đúng không? In different region. Hoặc là có thể nói như sau. Different regions. Những cái vùng khác nhau. Will have, sẽ có những cái hình thức khác nhau, đúng không? We have different forms. Và vậy thì liên quan đến cái điệu nhảy phổ biến nhất là circle dance thì mình có thể nói là the most typical dance, điệu nhảy phổ biến, điệu nhảy cổ điển nhất sẽ là is circle dance. Is a circle dance. Is a circle dance. Và tiếp theo là mọi người thì sẽ trình diễn như nào này. Make a circle around a jaguar, đúng không? Thì chúng ta sẽ chỉ cần chép y nguyên cái này thôi. Là people. Make a circle. Mọi người thì tạo thành một hình tròn xung quanh cái sân khấu bằng gỗ đấy. Around a jaguar, a high wooden stage, cái sân khấu cao bằng gỗ. Và some dancer, một vài vũ công. Move clockwise, thì di chuyển theo kim đồng hồ. And others, và những người khác thì move, thì sẽ di chuyển trái kim đồng hồ, đúng không? Counter clockwise. Ok, và cuối cùng là tại sao thì nên tiếp tục cái này, đúng không? Bởi vì this is the most important. Và mình có thể viết là, viết giống với bài nghe kia là old people say that we should continue this tradition because bởi vì it is one of the most important festival tradition. Và đó là lý do tại sao nên tiếp tục này. One of the most tradition. Lots of people. Rất là nhiều người. He come back to reunite.
to reunite. Và chúng ta sẽ chép nốt ở đây giúp cô nhé. To reunite with their family during the Urban Festival. Vậy đó là bài số 4. Chúng ta sẽ dựa vào những cái gợi ý của cô và dựa vào cái này để viết giúp cô bài số 4 nhé. Tiếp theo, yêu cầu của bài số 5. Imagine that you are joining a writing contest about custom and traditions and have chosen to write about the open dance. Now write a description of this dance. Begin with the following sentence. Và hãy tưởng tượng là bây giờ thì chúng ta đang tham gia một cái cuộc thi viết về phong tục và truyền thống, và chúng ta đã chọn viết về cái điệu nhảy Ubon. Bây giờ thì chúng ta sẽ viết một cái bài miêu tả, đúng không? Bài miêu tả về điệu múa này, bắt đầu bằng câu sau. Câu mở đầu sẽ là: There's a tradition in Japan that people perform the open dance during the open festival. Là có một cái truyền thống ở Nhật Bản, đó là người ta sẽ biểu diễn điệu múa Obon trong suốt lễ hội Obon. Vậy để giúp chúng mình hoàn thành cái bài này thì cô sẽ viết mẫu giúp chúng mình nhé. Ok, wait me for a minute. Và ở đây cô sẽ không viết lại cái câu đề bài cho nữa, và cô sẽ tiếp tục luôn nhé. There's a tradition in Japan that people perform the open dance during the Obon festival. Và vậy thì sau khi mà miêu tả là có điệu nhảy Obon này thì chúng ta sẽ miêu tả xem là nó thì diễn ra vào lúc nào, đúng không? The Obon dance. The Obon dance. Hoặc là the festival đi. The Obon festival thì diễn ra vào lúc nào? Happens hoặc là take place. Thì diễn ra vào giữa tháng 8, đúng không? In mid August. In mid August. And in many regions of Japan. In mid August. In many regions of Japan's. Điệu nhảy này thì diễn ra vào giữa tháng 8 ở nhiều vùng ở Nhật Bản. Ngoài ra thì còn ở đâu nữa? Ngoài ra thì còn ở giữa tháng 7, đúng không? And in mid July in other regions. Và có bao nhiêu hình thức đây? Có rất là nhiều hình thức, đúng không? Chúng ta sẽ viết là there are, có các hình thức khác nhau. There are different forms of open dance in different regions, ở những cái địa điểm khác nhau. Và in order to perform it, vậy thì chúng ta sẽ trình diễn như thế nào? Để trình diễn nó này, thì people, thì mọi người sẽ làm gì? Mọi người sẽ tạo thành một hình tròn, đúng không? Make a circle. Tạo một hình tròn xung quanh cái nào? Xung quanh cái sân khấu gỗ cao, đúng không? Around a jugura. 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 A high wooden stage. Và some dancer. Một vài vũ công thì move clockwise, thì di chuyển theo hướng đồng hồ. The other move ngược kim đồng hồ, counter clockwise. Và ok, vậy đấy là miêu tả xong rồi, đúng không? Vậy miêu tả xong rồi thì mình có thể nói thêm là I really like this dance. Tôi thì rất thích cái điệu nhảy này, đúng không? Hoặc là tôi bị ấn tượng bởi cái điệu nhảy này. I am impressed. Tôi bị ấn tượng
by this dance, tôi bị ấn tượng bởi cái điệu nhảy này. Vậy đó là hoàn thành thành xong cái bài viết số 5, miêu tả về cái điệu nhảy Obon này. Còn bài số 6, yêu cầu bài số 6 thì sao? When you have finished, swap your work with your partner, if they add anything different, can you spot any mistake in their work? Share your ideas. Và bây giờ thì khi mà hoàn thành xong rồi thì chúng ta sẽ trao đổi cái bài viết của mình với bạn học và xem là họ có muốn thêm cái ý khác nào không, và nếu mà bạn ấy có lỗi sai thì có thể chỉ ra không, đúng không nhỉ? Vậy đó chỉ là một cái hoạt động thôi. Vậy đây là cái bài mẫu mà cô muốn gợi ý giúp chúng mình, thì chúng mình có thể chép lại giúp cô nhé. Ok, vậy đó sẽ là kết thúc của video lần này. Cảm ơn chúng mình đã lắng nghe. Goodbye. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.